tạm giữ một đối tượng sau vụ việc cảnh sát giao thông nổ súng ở Hà Giang. Xông vào tiệm cắt tóc xịt hơi cay, cướp túi xách nhân viên. Công an Tiền Giang truy bắt đối tượng cướp ngân hàng. Học sinh lớp 9 bị nhóm người chặn đánh phải nhập viện cấp cứu. Tìm thấy thi thể trưởng trạm y tế sau trận lũ ống kinh hoàng ở Sapa. Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức trên kênh YouTube Báo Lao Động. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc một cán bộ cảnh sát giao thông bị một nhóm người hung hãn gây rối trật tự trong chợ, khiến cảnh sát giao thông buộc phải rút súng công vụ và bắn chỉ thiên hai phát lên trời để trấn áp. Mới đây, lãnh đạo công an huyện Yên Minh cho biết, hiện đơn vị này đang tạm giữ một đối tượng cầm đầu trong vụ việc trên. Vị lãnh đạo công an huyện cho hay, đây là hành động bộc phát của nhóm đối tượng bị xử lý vì vi phạm giao thông đường bộ, hoàn toàn không có mâu thuẫn cá nhân. Quan điểm của công an huyện là sẽ xử lý nghiêm, đúng người, đúng tội, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Đại tá Lục Thế Hưng, phó giám đốc công an tỉnh Hà Giang cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an huyện Yên Minh đã có báo cáo gửi lãnh đạo công an tỉnh Hà Giang. Đại tá Lục Thế Hưng thông tin, lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo công an huyện Yên Minh trực tiếp điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Trước đó, sáng ngày 24 tháng 9, khi tổ công tác gồm 5 cán bộ của đội cảnh sát giao thông trật tự, công an huyện Yên Minh đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm tại khu vực xã Mậu Duệ. Thời điểm đó, hai cán bộ cảnh sát giao thông của tổ công tác phát hiện hai trường hợp đi xe máy không đội mũ bảo hiểm đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Thấy vậy, người đi xe máy đã tăng ga bỏ chạy vào khu vực chợ Mậu Duệ, sau đó đụng vào một số gian hàng của các tiểu thương. Tiếp đó, hai người này kêu gọi người thân trong chợ lao ra cùng đuổi, đánh một cán bộ của tổ công tác. Để tự vệ, cán bộ này đã phải rút súng công vụ, đạn nhựa và bắn chỉ thiên hai phát lên trời, nhưng đoàn người hung hãn vẫn đuổi theo để tấn công. Chiến sĩ cảnh sát giao thông bị đuổi đánh phải chạy vào nhà dân để thoát khỏi sự đuổi đánh của nhóm người trên. Mới đây, trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam vừa xảy ra vụ việc, một đối tượng có xông vào một tiệm cắt tóc rồi dùng bình xịt hơi cay vào mặt, tấn công cướp túi xách rồi tẩu thoát. Ngày 26 tháng 9, Thượng tá Trần Ngọc Trung, trưởng công an huyện Núi Thành, Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa bắt nghi phạm Phạm Ngọc Sơn, 38 tuổi, ngụ ở xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trước đó, sáng ngày 23 tháng 9, công an huyện Núi Thành tiếp tố giác tội phạm của bà VTO, sinh năm 1987, ngụ xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh về việc bị cướp túi xách. Theo bà O, bà làm việc tại tiệm cắt tóc trên địa bàn thị trấn Tam Hiệp, huyện Núi Thành. Khoảng 14 giờ ngày 22 tháng 9, một khách nam tầm 38 đến 40 tuổi đeo khẩu trang vào quán xịt hơi cay vào mặt, cướp túi xách của bà. Bên trong có 2 triệu 200 ngàn đồng cùng giấy tờ tùy thân. Tiếp nhận thông tin, công an huyện Núi Thành cử tổ công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, phát động quần chúng, cung cấp thông tin về đặc điểm, phương tiện gây án. Công an huyện Núi Thành huy động toàn bộ lực lượng, áp dụng biện pháp nghiệp vụ truy tìm nghi phạm gây án. Qua tổng hợp, phân tích những thông tin tài liệu, công an huyện nghi ngờ người gây án là Phạm Minh Sơn. Công an huyện Núi Thành phối hợp với công an xã Tam Ngọc mời Sơn đến trụ sở công an để làm việc. Ban đầu, Sơn không thừa nhận, nhưng bằng chứng cứ không thể chối cãi, Sơn đã cúi đầu thừa nhận hành vi cướp túi xách của bà O. Đến 16 giờ ngày 23 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Sơn, thu giữ tang vật gồm 750.000 đồng, 2 mô tô, một bình xịt hơi cay và các giấy tờ liên quan. Theo công an huyện Núi Thành, với tinh thần trấn áp tội phạm vì nhân dân phục vụ, chỉ trong 7 giờ từ khi tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm, công an huyện đã làm rõ nghi phạm gây ra vụ cướp. Mới đây, tại Tiền Giang xuất hiện một đối tượng lạ mặt, điều khiển xe máy không biển số, đến chi nhánh một ngân hàng trên địa bàn, dùng vật có hình dạng giống súng tự chế, uy hiếp nhân viên, đưa tiền rồi tẩu thoát. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành truy bắt đối tượng nói trên. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ ngày 25 tháng 9, có một đối tượng chưa rõ danh tính, điều khiển xe máy không biển số, đến một ngân hàng có chi nhánh ở trên địa bàn xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Lúc này, đối tượng trên đến trước quầy giao dịch của ngân hàng, quăng cho nhân viên một chiếc ba lô và dùng vật có hình dạng giống súng tự chế, uy hiếp nhân viên đưa tiền. Thấy nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào ba lô ít, đối tượng tiếp tục để một gói, chưa rõ bên trong có gì, lên quầy giao dịch và tiếp tục uy hiếp nhân viên và bảo vệ của ngân hàng. Nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang nhanh chóng có mặt tại hiện trường, vận động kêu gọi đối tượng bỏ vũ khí. Sau đó, đối tượng đi ra ngoài, lên xe mô tô tẩu thoát. Tại hiện trường, chưa phát hiện ai bị thương, chưa kiểm đếm được số tiền đã bị cướp.
lực lượng công an tỉnh Tiền Giang đang huy động lực lượng để truy bắt đối tượng. Liên quan đến vụ việc, nhân viên nhà máy ô tô VinFast cấu kết chiếm đoạt hàng chục tấn phế liệu đem đi bán, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Mới đây, Công an Hải Phòng vừa ra quyết định bắt giữ 7 nhân viên của nhà máy để điều tra về hành vi nói trên. Theo nguồn tin cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra thành phố Hải Phòng vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 7 nhân viên làm việc tại các bộ phận của nhà máy sản xuất ô tô VinFast về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Các bị can đã cùng cấu kết với nhau thuê xe tải vào kho bốc hàng hóa, phế liệu hỗn hợp nhôm sắt, trở ra ngoài bán mà không đưa về nhà máy tiêu hủy, từ đó hưởng lợi bất chính nhiều tỷ đồng. Các đối tượng là nhân viên, quản lý kho nguyên vật liệu, khối logistics và ban quản lý nhà máy, bao gồm Lê Minh Công, Đỗ Văn Thuận, Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Văn Tân, Trịnh Phú Giang, Bùi Văn Hùng và Đỗ Ngọc Hân. Cơ quan cảnh sát điều tra xác định, đối tượng Lê Minh Công là kẻ cầm đầu nhóm nhân viên cấp dưới, cấu kết với một số bộ phận khác nhằm chiếm đoạt hàng hóa là phế liệu bán ra ngoài để hưởng lợi bất chính. Vào hồi đầu năm 2023, một nhân viên nhà máy sản xuất ô tô VinFast gọi điện đến đường dây nóng của lực lượng HP22, Công an thành phố Hải Phòng, báo tin về việc có đường dây chuyên trộm tài sản là nhôm, sắt phế liệu nhằm đưa ra khỏi nhà máy tiêu thụ trái phép. Ngay sau đó, tổ công tác HP22 Công an thành phố Hải Phòng đã dừng xe ô tô tải chở phế liệu trên tại khu vực ngoài nhà máy sản xuất ô tô VinFast để kiểm tra. Phát hiện ô tô này chở hàng chục tấn phế liệu hỗn hợp nhôm sắt đã cắt nhỏ. Tổ công tác HP22 đã thông báo bàn giao người và phương tiện chở hàng cho Công an huyện Cát Hải thụ lý. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý. Mới đây, trên địa bàn huyện U Minh, tỉnh Kiên Giang vừa xảy ra vụ việc một nam sinh lớp 9 bị nhóm người chặn đánh dẫn đến trọng thương phải nhập viện cấp cứu. Chiều ngày 25 tháng 9, chị LTS, sinh năm 1985, ngụ ở xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng, Kiên Giang cho biết, chị đã báo với Công an xã Vĩnh Hòa, huyện U Minh Thượng về trường hợp con chị là cháu NHT, sinh năm 2009, học sinh lớp 9/2, trường tiểu học và trung học cơ sở Vĩnh Hòa 2, bị một nhóm 8 người chặn đánh. Xác nhận sự việc này, thầy Phạm Văn Lưu, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Vĩnh Hòa 2, cũng thông tin có sự việc một nhóm người từ bên ngoài đánh em T là học sinh của trường. Theo cháu T thuật lại, trước đó có nói chuyện gây hiểu lầm với một em tên D là học sinh lớp 8 đang học cùng trường. Đến đầu giờ chiều ngày 22 tháng 9, khi T đi học thì D gọi T ra trước cổng trường nói chuyện. Tại đây, một nhóm 8 người chưa rõ danh tính đã chặn T lại. Một người trong nhóm đã đánh T trọng thương. Sau đó, sự việc được thầy cô giáo trong trường phát hiện, báo phụ huynh T đến để chờ cháu đi cấp cứu. Theo hồ sơ bệnh án tại khoa ngoại tổng quát Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, T bị chấn thương nặng. Hiện lực lượng công an đang tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật. Vừa qua, trận lũ ống kinh hoàng ở Sapa đã gây thiệt hại nặng nề cả về người và tài sản. Đến nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân thứ 6 trong số 7 người mất tích. Được biết, người này được xác định là trưởng trạm y tế xã ở Lào Cai. Trước đó, tối ngày 25 tháng 9, ông Phan Phủ Seng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Liên Minh, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai cho biết, sau hơn chục ngày tổ chức tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm thi thể một nạn nhân bị mất tích sau trận lũ ống. Nạn nhân là y sĩ Vũ A Giáp, sinh năm 1986, trưởng trạm y tế xã Liên Minh. Ông Phan Phủ Seng chia sẻ, anh Giáp có thâm niên công tác ở trạm y tế xã Liên Minh, chuyên môn tốt và được người dân địa phương quý mến. Đến thời điểm hiện tại, trận lũ quét đêm 12 tháng 9 tại xã Liên Minh khiến 6 người thiệt mạng, 1 người mất tích và 7 người bị thương. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu vụ việc được xác định là do trên địa bàn thị xã Sapa có mưa lớn gây sạt lở, lũ quét. Đúng lúc các hộ dân đi kiểm tra khu vực nuôi cá nước lạnh, cá hồi, cá tầm, lũ ập đến nhanh, một số người dân không kịp chạy thoát. Những gia đình may mắn không bị lũ dữ cướp sinh mạng thì bị san phẳng nhà ở, bể nuôi cá, cuốn trôi tài sản tích góp bao năm. Trận lũ ống bất ngờ, tàn khốc đã phá hỏng hoàn toàn hơn 600 bể xây nuôi cá hồi, cá tầm đặc sản của người dân xã Liên Minh, thiệt hại khoảng 260 tỷ đồng. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Liên Minh, những ngày qua, địa phương vẫn duy trì 20-30 người trực ở khu vực Hồ Thủy Điện để tìm kiếm người còn lại mất tích. Nạn nhân là ông Tần Văn Phấu, sinh năm 1979, từng là Phó Bí thư Đảng ủy xã Liên Minh. Thưa quý vị, một số bệnh nhân sốt xuất huyết ở Hà Nội tăng đột biến, nhiều bệnh nhân có dấu hiệu trở nặng. Đối với giai đoạn nguy kịch, cha mẹ cần lưu ý theo sát trẻ, khi có dấu hiệu bất thường phải đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để điều trị.
Bé gái hơn 2 tuổi này mắc sốt xuất huyết, bị nhiễm trùng, may mắn được gia đình kịp thời phát hiện đưa đến bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương điều trị, nên bệnh không tiến triển nặng thêm. Khi mà con có triệu chứng thì em cho con đi khám luôn, và đến thì sẽ làm theo các lời dặn của bác sĩ ấy. Vì bây giờ nhiều khi là các bố mẹ hoặc là người nhà thì bị chủ quan, thì con sốt hay các thứ thì cũng không kiểu là nghĩ là giao mùa thôi, chứ cũng không nghĩ là bệnh nó nghiêm trọng. Tại khoa nhi bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2, hiện đang điều trị cho 12 bệnh nhi mắc sốt xuất huyết. Trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng 3 đến 4 ca, chủ yếu là những ca có dấu hiệu cảnh báo bệnh diễn biến nặng. Đa số bệnh nhân nhi nhập viện tại khoa nhi đều là hầu như là có các dấu cảnh báo, tức là đã điều trị ở tuyến dưới, đã điều trị theo phác đồ, tuy nhiên thì bệnh diễn biến nặng lên, làm cho tình hình khó kiểm soát hơn thì đã được chuyển đến đây. Thì sau khi chuyển đến đây thì các bác sĩ cũng đã rất tích cực đánh giá tình trạng bệnh nhân và xử trí cũng như theo dõi rất là sát, và bệnh nhân đã qua được các cơn nguy kịch. Theo các chuyên gia y tế, sốt xuất huyết thường bắt đầu đột ngột sau thời gian ủ bệnh từ 5 đến 7 ngày và diễn biến theo 3 giai đoạn: sốt, nguy kịch và phục hồi. Đối với giai đoạn nguy kịch, cha mẹ cần lưu ý theo sát trẻ, khi có dấu hiệu bất thường phải đưa trẻ ngay đến cơ sở y tế để điều trị. Chúng ta lưu ý là gì? Cái giai đoạn cần quan tâm là giai đoạn từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 7 của bệnh. Nếu lý tưởng ra là những ngày đấy thì nên đưa các cháu đi xét nghiệm khám hàng ngày để phát hiện sớm các cái bất thường mà trước khi nó thể hiện ở trên lâm sàng. Chúng ta phát hiện sớm được bằng xét nghiệm cầu thông máu. Thế tuy nếu như không có điều kiện như thế thì ta vẫn phải theo dõi sát. Nếu như các cháu nó vẫn khỏe, vẫn chơi bình thường thì không sao. Còn nếu như nó có tình trạng nó mệt mỏi, lờ đờ, ly bì, đi tiểu ít đi, hoặc là các dấu hiệu bất thường khác thì cần phải đưa các cháu đến cơ sở y tế ngay. Biến chứng sốt xuất huyết ở trẻ vô cùng nguy hiểm. Nếu không điều trị kịp thời có thể ảnh hưởng xấu đến hệ thần kinh, tim mạch, thậm chí là tử vong. Vì vậy, cha mẹ cần có biện pháp phòng bệnh, vệ sinh nơi ở thường xuyên, tránh muỗi sinh sôi để bảo vệ trẻ trước nguy cơ nhiễm bệnh. Phần cuối bản tin như thường lệ sẽ là các thông tin về thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào. Vào hồi 13 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc, 105,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng gần tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 39 km/h. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và tan dần. Từ chiều 28 tháng 9 đến đêm ngày 29 tháng 9, ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, có nơi trên 250mm. Khu vực Đồng Bằng, ven biển Bắc Bộ và Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150mm, có nơi trên 180mm. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng thấp. Tình hình mưa lớn ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ còn diễn biến phức tạp. Cần chú ý theo dõi trong bản tin dự báo mưa lớn tiếp theo. Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 4. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.